Chào ba đi các con. Chào ba. Chào ba. Trứng cá sấu nè, trứng rắn nè, người yêu cũ nè, giờ chỉ còn thiếu trứng gà thôi. Cứ đi thẳng đi. Chúng đang tới chỗ con của mình. Chúng bắt cóc con mình rồi anh. Những người đó chính là những kẻ sưu tầm trứng à. Chúng ta phải đi giải cứu tụi nhỏ. Chúng mang con mình đi đâu? Cũng gần thôi, ở châu Phi nha. Cái gì? Kế hoạch tẩu thoát khỏi giáo dầu. Ta đã chán lắm rồi. Cậu thôi càm làm có được không hả? Ta quá đẹp trai đã bị làm bông trứng chi. Tên của tôi là... Này tớ tì, không ai quan tâm đến cậu tên gì đâu. Và nhảy vào biển lửa. Bỏ qua những gã kia đi, bọn họ là trứng đà điểu, dẻo đất và đại bàng. À, nói rõ hơn là đại bàng hoàng gia nha. Chuẩn bị. Bọn họ đưa ta đi đâu vậy? Cho một cuộc phiêu lưu cùng trứng thật hoành tráng. Đến nơi hoang dã nhất. Tôi đã từng nghĩ chỉ có Mexico nguy hiểm thôi chứ. Xin chào mừng đến với tìm kiếm tài năng xứ Congo. Làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bé trứng náo loạn châu Phi. Sếp ơi, tôi nghĩ là tôi đẻ ra trứng rồi. Nhìn nè. Của tôi với trời ơi. Này ông bộ. Gì nữa vậy ô xum? Trứng thì có màu gì ta? Màu trắng. Vậy ta không phải là trứng rồi. Dự kiến khởi chiếu ngày 9 tháng 6 năm 2023.